trước thời điểm Tết Nguyên đán 2024, mẫu xe bán chạy nhất của Subaru là Forester được ưu đãi từ 170 đến 250 triệu tùy từng phiên bản tại hệ thống của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Chương trình ưu đãi này đến nay hiện vẫn đang được áp dụng sau dịp nghỉ Tết. Cụ thể, bản tiêu chuẩn IL được giảm 170 triệu, xuống còn 799 triệu. Trong khi bản giữa là IL-i giảm 230 triệu xuống còn 869 triệu còn bảo cao cấp nhất ESI sai giảm 250 triệu còn 949 triệu. Với ưu đãi này, mức giá khởi điểm thực tế của Subaru Forester chỉ ngang bằng với những mẫu xe cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Tucson hay Kia Sorter. Giá niêm yết thực tế của Subaru Forester tại Việt Nam chưa giảm hiện dao động từ 969 triệu đến 1 tỷ 199 triệu cao hơn nhiều so với các mẫu xe cạnh tranh cùng phân khúc SUV cỡ C là Mazda CX-5 giá 759 đến 999 triệu, Hyundai Tucson giá 799 đến 949 triệu. Nhưng vẫn thấp hơn Honda CRV giá 1 tỷ 109 triệu đến 1 tỷ 310 triệu. Bên cạnh đó, Subaru Forester tiếp tục được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm, không giới hạn số km, từ nay đến hết ngày 29 tháng 2. Không chỉ Forester, chính sách bảo hành này còn được áp dụng cho các mẫu xe Subaru khác tại Việt Nam. So với bản cũ, Ngoại hình Subaru Forester 2023 đã được điều chỉnh nhẹ. Cụm đèn chiếu sáng trước lớn hơn và góc cạnh hơn. Giải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế mới. Lưới tản nhiệt lớn hơn cùng cản trước được làm lại. Bộ mâm 5 chấu kích thước 18 in cũng có thiết kế khác bản cũ. Bản facelift hiện nay còn có thêm tùy chọn GT Edition với ngoại hình thể thao hơn, cùng nội thất gia họa thiết cầu kỳ hơn. Trong khi đó, thiết kế nội thất giữa hai phiên bản gần như không có sự khác biệt, với đồng hồ analog sau vô lăng, Màn hình trung tâm cảm ứng và màn hình nhỏ hiển thị nhiều thông tin vận hành bên trên. Khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở họa tiết chỉ khâu dạng kim cương trông sang hơn. Về công nghệ, Subaru Forester 2023 có AI nâng cấp bản 4.0 với 9 tính năng, trong đó có 3 tính năng mới là đánh lái tự động khẩn cấp, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Camera cải tiến cho góc quét rộng hơn. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn không có gói an toàn này. Forester 2023 dùng chung hệ chuyển động với bản cũ, máy xăng 2 lít hút khí tự nhiên, công suất 154 mã lực kết hợp số vô cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn là điểm mạnh lớn nhất giữa Forester trước các đối thủ, trong phân khúc. Mitsubishi Outlander chỉ có dẫn động cầu trước, còn Mazda CX-5 và Honda CR-V có hệ dẫn động 4 bánh trên các bản cao cấp.